uống nước chấm, uống thuốc chấm lồn xong trước khi xem phim đó. Chấm mặt, bị chấm mặt, bị chấm mặt. Đây. Đẹp không? Khác tôi thì mày chưa? Đấy. Mày ấy à? lần rồi thế. Cái con nổ lên này, nhá. Khác hẳn. Còn lúc đấy đứng ở đây rồi. Con đi là con đẹp nhất, con nó to đẹp rồi. Con này nó lần á. Mà bọn này nó dễ sống lắm, nó phải néo chết. Con quật đánh mấy lần mà đủ néo chết.